Đưa tay cho anh. Đông người ngắm pháo hoa quá. Nhớ lạc mất rồi, anh còn phải đến quầy thất lạc tìm em nữa. Nét mặt lúc này của anh có vấn đề gì sao? Nếu như vậy, vậy tặng hết chúc phúc cho em. Đừng nhúc nhích. Nhất định không được làm rơi. Không may mắn em nói đó. Em cứ đi đi, không cần phải để ý đến anh. Nhìn thấy tấm bảng kia không? Em là trẻ con sao? Anh không muốn là phụ huynh của em. Trẻ con. Nơi này quá chen chúc. Anh ở bên ngoài đợi em.